Quý vị khán giả thân mến, đã từ lâu rồi hôm nay chúng ta lại bắt gặp một trường hợp đặc biệt. Trong những số trước đây thì chúng ta thường thấy thí sinh là nữ, mà hôm nay đặc biệt vòng 1 của chúng ta, 3 người tham gia đều thuộc phái mày râu, chắc là sẽ có nhiều điều thú vị đây. Chúng ta hãy cùng nghe họ giới thiệu về mình. Xin mời các bạn. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Siêu Thị May Mắn. Tôi tên Nguyễn Minh Hân, hiện đang công tác tại công ty điện lực Đồng Nai. Hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình, rất mong được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Tôi nhớ cách đây mấy số thì bạn là người tham gia hỗ trợ cho thí sinh, còn hôm nay thì bạn trở thành thí sinh của cuộc thi. Xin chúc bạn sẽ có thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin mời người tiếp theo. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Toàn Thắng. Bình thường thì hàng ngày thì hay đi theo mẹ và các chị đi chợ. Nhưng hôm nay thì mình thử vào siêu thị may mắn một lần, mình đi chợ xem nó làm sao. Xin chúc lần đầu tiên của bạn khi đi chợ sẽ có thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin mời anh. Xin chào quý vị khán giả, mình là Hoàng Hương. Sở thích của mình là mua sắm, thể thao, du lịch. Hôm nay rất may mắn trở thành người chơi siêu thị may mắn của đài truyền hình. Xin cảm ơn. Xin chào mừng cả ba thí sinh đã đến với vòng thi đầu tiên. Ở vòng thi đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng theo dõi lên sân khấu có 6 cô gái rất xinh đẹp của chương trình Siêu Thị May Mắn. Họ sẽ có những xe hàng và trên xe hàng có các logo của các đơn vị tham gia chương trình. Họ sẽ cho chúng ta biết ở đằng sau xe hàng nào có logo gì. Chúng ta hãy theo dõi thật kỹ. Sau đó thì những cô gái này sẽ thay đổi vị trí của những xe hàng. Và lúc này tôi sẽ có 6 logo tương tự như vậy đưa cho các bạn. Chúng ta sẽ dùng logo này để đặt lên những xe hàng mà chúng ta nghĩ rằng ở đằng sau có logo giống như vậy. Nếu chúng ta lựa chọn đúng, chúng ta sẽ ghi được 1 điểm. Qua 2 lượt lựa chọn, bạn nào có số điểm nhiều hơn, bạn đó sẽ là người chiến thắng. Và các bạn lưu ý rằng chúng ta nên liên tưởng giữa sản phẩm ở trong xe hàng và logo ở trên xe hàng thì chúng ta sẽ dễ dàng để tìm ra hơn. Các bạn đã nắm luật chơi rất rõ đúng không nào? Bây giờ thì xin mời các cô người mẫu hãy cho chúng tôi biết về các logo trong các xe hàng. Ở xe hàng đầu tiên, chúng ta sẽ thấy logo của nước giải khát Bidrico và logo của công ty nhôm inox Kim Hằng. Hai chiếc xe tiếp theo là logo của sản phẩm dưỡng tóc Exacare và sản phẩm của công ty nệm Vạn Thành. Và tiếp theo là logo của công ty Kềm Nghĩa và logo của Vedan. Chúng ta đã vừa theo dõi các cô gái cho chúng ta biết 6 logo của xe hàng. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng bước về sân khấu để chuẩn bị đến với lượt lựa chọn đầu tiên. Xin mời. Trên tay tôi lúc này là 6 logo giống như 6 logo mà các bạn đã được xem. Và ở lượt lựa chọn đầu tiên, xin mời mỗi bạn hãy chọn một logo và đặt vào xe hàng nào mà bạn nghĩ rằng có logo giống như vậy. Rồi, xin mời các bạn hãy nhanh lên, chúng ta chỉ có 15 giây để lựa chọn mà thôi. Các bạn sẽ lựa chọn những xe nào đây? Các bạn đã nhớ được gì? Hai bạn đang băn khoăn chọn chung một xe hàng. Vâng, xin mời các bạn hãy đứng vào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra chiếc xe đầu tiên. Một chiếc xe mà có tới hai bạn cùng lựa chọn đặt vào logo của mình. Một logo của công ty nệm Vạn Thành và một logo là sản phẩm dưỡng tóc Exacare của Suacorp. Các bạn có tự tin với sự lựa chọn của mình không? Bạn Hân thì gật đầu tự tin. Còn bạn Hương thì sao nhỉ? Nhớ mang máng vậy. Bây giờ chúng ta hãy thử xem đằng sau tấm bảng này là logo gì nào. Chỉ có một trong hai người đúng mà thôi. Nệm Vạn Thành, xin chúc mừng bạn Hân. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra sự lựa chọn của bạn Toàn Thắng. Bạn đã đặt vào đây logo của nước giải khát Bidrico. Bạn tự tin chứ? Và chúng tôi xin mở logo này. Chính xác, xin được chúc mừng. Trà bí đao Anuta được chiết xuất từ trái bí đao, cung cấp vitamin và các chất bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể. Trà bí đao Anuta có chất xơ, có tác dụng hỗ trợ cho đường tiêu hóa, mang lại cho bạn làn da tươi trẻ với hương. Chưa có thể đoán được. Và nếu như đoán đúng, chúng ta sẽ ghi được 1 điểm.
Sau những lượt đoán, bạn nào có số điểm lớn hơn, bạn đó sẽ chiến thắng. Bây giờ thì xin mời ba thí sinh cùng bước về sân khấu và giới thiệu về người hỗ trợ của mình. Xin mời. Và bây giờ thì xin mời ba người chơi hãy giới thiệu về người hỗ trợ cho mình. Xin mời các bạn. Người hỗ trợ cho em là bạn Kim Ngân, là bạn thân từ nhỏ của em. Bạn Ngân thân mến, tôi nhận ra bạn rất quen. Bởi vì cách đây mấy tuần, bạn là người hỗ trợ cho, bạn Hưng là người hỗ trợ cho bạn. Hôm nay thì bạn là người hỗ trợ cho bạn Hưng. Hai bạn là một cặp bạn thân thiết từ nhỏ. Dạ đúng rồi ạ. Và như vậy thì quả là một thách thức dành cho những thí sinh còn lại. Bởi vì các bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm khi cùng tham gia lần trước rồi đúng không? Dạ em cũng, nhưng mà mấy anh chị đừng có lo lắng, cứ chơi thoải mái là sẽ chiến thắng ạ. Vâng, hai thí sinh còn lại hãy cố gắng nhé. Và chúng ta hãy lắng nghe tiếp lời giới thiệu về người hỗ trợ cho thí sinh thứ hai. Xin mời chị. Người hỗ trợ cho tôi tên là Lê An Kiệt. Và xin mời thí sinh thứ ba. Hỗ trợ cho tôi trong chương trình kỳ này là chị Quyên, là đồng nghiệp ở công ty của tôi. Xin chào ba người hỗ trợ. Ở phần thi này, ba người hỗ trợ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi vì các bạn sẽ phải mô tả về một sản phẩm mà chương trình siêu thị may mắn đưa ra. Và khi mô tả thì chúng ta không được dùng bất kỳ một từ nào có trên bao bì của sản phẩm. Cũng không được dùng tiếng nước ngoài hay từ lóng để nói về sản phẩm. Chúng ta chỉ có thể tả về hình dáng, kích thước, màu sắc, công dụng, lý tính, hóa tính của sản phẩm mà thôi. Và các bạn nhớ nhé, đừng phạm quy. Bây giờ thì xin mời ba người chơi hãy mang những cặp kính rất đặc biệt của chương trình siêu thị may mắn vào nào. Quý vị khán giả thân mến, đây là những sản phẩm có trong chương trình siêu thị may mắn mà chúng tôi đưa ra để cho những người hỗ trợ lựa chọn. Bây giờ thì xin mời bạn Hân hãy chuẩn bị lắng nghe lời gợi ý dành cho mình. Và xin mời bạn Ngân hãy lựa chọn những sản phẩm này để gợi ý. Hân ơi nghe nha, đây là một sản phẩm để chăm sóc vệ sinh cho em bé. Tả giấy Nani. Tả giấy Nani, xin chúc mừng bạn có câu trả lời chính xác. Miếng lót newborn dùng cho trẻ sơ sinh là miếng lót thế hệ mới với nhiều đặc tính vượt trội, siêu mềm với màn vải thở thoáng mát, siêu thấm gấp 2 lần so với miếng lót newborn thông thường, đảm bảo chăm sóc bé yêu của bạn chu đáo như chính bàn tay của mẹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần gợi ý dành cho chị Lan Phương. Và xin mời người hỗ trợ cho chị Lan Phương sẽ lựa chọn những sản phẩm để giới thiệu. Đây là cái gì mà nấu canh thường bỏ vô? Hạt nêm Vidan. Không phải, chắc bột chắn. Bột ngọt Vidan. Đúng rồi. Bột ngọt Vidan, chính xác, xin được chúc mừng. Bột ngọt Vidan được làm từ nguyên liệu thiên nhiên rất thuần khiết. Chỉ cần một ít bột ngọt Vidan cũng đủ làm tăng hương vị, giúp món ăn đậm đà hơn. Và bây giờ thì xin mời bạn Đạt hãy chuẩn bị nghe lời gợi ý dành cho mình. Anh Đạt ơi, vật gì mà khi mình lên giường mình trải ra để mình nằm, hoặc là mình lạnh mình đắp? Nệm vạn thành. À đúng rồi. Bạn nhìn lại xem là đây là cái gì. Nệm vạn thành thì không thể nào đắp được. Kiểm tra lại coi. Mền. Dạ đúng rồi. Mền vạn thành. Bộ ra mền vạn thành, xin được chúc mừng bạn. Ráp bộ cô tông cao cấp vạn thành. Ráp bộ phủ bọc nệm được làm từ chất liệu sợi bông cô tông thiên nhiên 100%, nhằm bảo vệ nệm kéo dài thời gian sử dụng, tạo cảm giác thoải mái tiện nghi cho giấc ngủ và làm sang trọng hơn cho gian phòng nhà bạn. Như vậy là ở lượt lựa chọn đầu tiên này thì cả ba thí sinh của chúng ta đã có câu trả lời chính xác. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với lượt gợi ý thứ hai. Và xin mời bạn Hân hãy chuẩn bị lắng nghe lời gợi ý dành cho mình. Hân ơi, đây là một sản phẩm ăn để tráng miệng. Nhưng mà muốn ăn được á, là phải bỏ nó vô nước thì nó sẽ đông đặc lại, ăn rất là thơm. Rau câu Việt Sogon. Chính xác. Xin chúc mừng bạn Hân. Rau câu Việt Sogon, sản phẩm rau câu bột được chiết xuất từ rong câu Hải Phòng, cho di truyền công nghệ hiện đại. Phương án trả lời đúng,
thì thỉnh thoảng chúng ta nhắn một tin, thỉnh thoảng chúng ta gọi một lần để cho số điện thoại của quý vị được giải đều trong danh sách những số điện thoại gọi đến có phương án trả lời chính xác. Và như vậy khi lựa chọn ngẫu nhiên, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao đấy. Nào, nhanh lên, gọi về cho chúng tôi đi. Quý vị khán giả thân mến, bạn Hân đã chiến thắng hai vòng thi và sẽ góp mặt trong một vòng thi cực kỳ hấp dẫn của chương trình Siêu Thị May Mắn, đó là phần thi Ai Mua Tài Thế. Và chúng ta sẽ tìm ra thêm hai thí sinh nữa để cùng thi tài với bạn Hân trong vòng thi này. Xin mời quý vị cùng hướng về màn hình. Xin chúc mừng thí sinh có logo của Cơm Nghĩa. Và thí sinh thứ hai là ai nào? Xin chúc mừng thí sinh có logo của mật ong Việt Honey. Xin mời các bạn cùng bước về vị trí của người chơi. Bây giờ như thường lệ, hai thí sinh mới của vòng chơi sẽ giới thiệu về mình. Xin mời các bạn. Kính chào quý vị khán giả. Tôi công tác tại trường mầm non. Tôi tên là Huỳnh Thị Nhi. Tôi rất thích đi siêu thị và tôi cũng thường đi siêu thị. Hôm nay đến với chương trình, tôi lại may mắn được đi siêu thị. Xin quý vị khán giả cổ vũ cho cả ba người chơi chúng tôi. Và chúc chị sẽ như thường lệ sẽ được mang hàng về nhà trong chương trình ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ xin mời bạn. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Huỳnh Thị Đào. Tôi đến từ miền đất cuối cùng của Tổ quốc. Rất vui được tham gia chương trình này. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay để ủng hộ cho những người hôm nay. Như vậy là hai thí sinh mới đã cùng có mặt trong vòng thi thứ 3, một vòng thi tài mua sắm. Lúc này bạn Hân đang rất hồi hộp bởi vì bạn sẽ phải thi tài với hai người phụ nữ. Đây là một thách thức rất khó đối với bạn đúng không? Hãy cố gắng lên nhé. Ở vòng thi này, ban tổ chức sẽ tặng cho mỗi người chơi 1.000 điểm, tương ứng với 1 triệu đồng. Các bạn hãy dùng số tiền này mua sắm trong siêu thị của chúng tôi, mua làm sao trong đúng phạm vi 1 triệu đồng, chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu như chúng ta mua đúng trong phạm vi cho phép, chúng ta sẽ được nhận nguyên xe quà. Và bạn nào có mức sai số thấp nhất, bạn đó sẽ là người chiến thắng. Người chiến thắng sẽ được nhận giải thưởng tương ứng 1.000 điểm và hai người còn lại mỗi người sẽ có 500 điểm. Bây giờ thì hãy xem thử xem hàng hóa trong siêu thị may mắn phong phú như thế nào nào. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Kềm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Rau câu Việt Sô Gôn, sản phẩm rau câu bột được chiết xuất từ rong câu Hải Phòng, trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt độ tinh khiết hoàn hảo nhất, thanh nhiệt rất tốt, hàm lượng iốt cao ngăn ngừa bú cổ. Sản phẩm đầu tiên của Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đường phèn bột Rock Sugar của công ty Anh Đăng, sản xuất từ đường tinh luyện, có đặc tính mát, vị ngọt thanh khiết rất tốt cho sức khỏe, tiện dụng trong việc nêm nếm đồ ăn và pha chế các thức uống. Đặc biệt kích thích tiêu hóa, đẹp da, Rock Sugar, mật ngọt tinh khiết của cuộc sống. Máy tính tiền điện tử trí như nhà hàng, quán bar, nhà sách, cửa hàng tự chọn. Với các chức năng quản lý dữ liệu, màn hình phân chia hai dòng, đặc biệt có thể nhớ ngoài, rút dữ liệu cài đặt, rút báo cáo và gửi dữ liệu xuống máy tính tiền. Đồ khô, thực phẩm khô ăn liền tuyền ký với 3 loại thịt bò khô, thịt heo khô và khô mực. Sản xuất theo dây chuyền hiện đại, an toàn thực phẩm. Đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2007. Rổ đá inox 28cm kim hằng, sản xuất bằng inox SUS 430 PA tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM. Kiểu dáng hiện đại độc đáo, tiện dụng khi rửa rau quả, thiết thực và đẹp mắt khi sử dụng trên bàn ăn. Sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 12 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Emco, kem xóa vết nhăn và thâm quầng mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất kết từ dược thảo, giữ được nét trẻ trung và tươi sáng cho khuôn mặt. Nguyên liệu ngoại nhập, sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Keo giữ nếp Cẩm Tú Darling, đem lại cho bạn mái tóc năng động hiện đại. Với keo giữ nếp Cẩm Tú Darling sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp quý phái sang trọng cho bạn mà không gây hại cho tóc. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Cẩm Tú Darling. Rau câu trái cây Pirico được làm từ rau câu thạch dừa với nhiều hương vị trái cây thơm ngon, đảm bảo chất lượng và thể hiện đẳng cấp quốc tế.
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Sản phẩm do công ty Tân Quang Minh sản xuất. Chúng ta đã thấy hàng hóa trong siêu thị may mắn thật phong phú đúng không nào? Bây giờ thì cùng với sự hỗ trợ của những người đang có mặt tại trường quay, ba thí sinh sẽ cùng nhau thi tài mua sắm. 1, 2 và bắt đầu! Chúng ta còn 30 giây nữa. Cầm giỏ theo, mua sắm. Cầm giỏ theo, bỏ vào giỏ. Có giá ở đây chúng ta có thể xem giá. Một số sản phẩm sẽ có giá. Sắp hết thời gian rồi, nhanh lên nào. Kiểm tra lại xem có cần thêm gì nữa không. Nhập thử giá đi. 2, 1 và hết giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho các thí sinh. Với chiếc máy tính tiền điện tử mà công ty Lý Moving cung cấp cho chương trình thì chúng ta thực hiện công việc này cực kỳ nhẹ nhàng. Đầu tiên là xe hàng của bản thân. 10 gói hạt nêm Vedan 135.000 đồng, 10 gói bột ngọt Vedan 125.000 đồng, 5 bịch rau câu Việt Sovol 500.000 đồng, 2 chai dầu thực vật Vinaoil loại 2 lít 118.400 đồng, 1 chai dầu thực vật Vinaoil 29.600 đồng, 1 kẹo sô-cô-la của bánh kẹo Hải Hà 3.500 đồng, 1 chảo Quantum của Nhôminox Kim Hằng 180.000 đồng. Bạn Hân này không biết là qua những lần theo dõi chương trình cũng như là đến đây để hỗ trợ cho bạn Kim Ngân trong những số trước đó, thì bạn có rút được kinh nghiệm và liệu có phải là bạn đã tính toán trước rồi không mà thấy bạn mua nhanh vậy? Dạ, cái này là ba em nói đi siêu thị không mua gì, mua bột ngọt vậy. Ở nhà dặn là nên mua bột ngọt đúng không? Mua tận 20 gói bột ngọt và bột nêm của Vedan. Tổng số tiền của bạn đã sử dụng là 1.091.500 đồng. Như vậy là đã bị lố mất 41.500 đồng rồi. Và bạn chưa nhận được xe quà này. Rồi, nhưng không sao, bạn đã chiến thắng tận 2 vòng thi trước. Bạn cũng đã rất may mắn. Bây giờ chúng ta cùng nhau tính tiền cho thí sinh tiếp theo. Chúng ta hãy xem thử bạn Đào đã mua những gì nào. 10 bịch hạt nêm Vedan 135.000 đồng, 10 bịch bột ngọt Vedan 125.000 đồng, 3 hộp bột dinh dưỡng Top Mix 204.000 đồng, 5 chai dầu thực vật Vinaoil loại 1 lít 148.000 đồng, 5 chai mật ong Việt Honey 195.000 đồng, 4 sữa tiệt trùng Doji 16.000 đồng, 1 bộ kềm nghĩa bằng inox 210.000 đồng. Bạn cũng đã mua sắm rất nhiều. Bạn có nghĩ rằng là mình sẽ nhận được xe quà này không? À, cũng không chắc chắn lắm, là tại vì em không nhanh quá, em không tính được tiền. À, chưa kịp tính tiền. Vậy thì máy tính sẽ cho chúng ta biết tổng số tiền của bạn đã dùng là 1.033.000 đồng. Xin chúc mừng. Như vậy thì xe quà này đã thuộc về bạn rồi. Xin chúc mừng bạn. Wow, xe quà rất nhiều quà về chia cho mọi người nhé. Và đây là xe hàng mà chị Nhi đã mua. Chúng ta hãy thử xem chị Nhi đã mua những gì nào. Hình như hơi ít đúng không? Nhưng không biết sao đây. Một bộ nồi của Nhôminox Kim Hằng 390.000 đồng, 4 sữa tươi Doji 12.000 đồng, 4 sữa Doji tiệt trùng 16.000 đồng, 4 sữa Doji tiệt trùng hương dâu 16.000 đồng, 4 sữa Doji tiệt trùng có đường 16.000 đồng, 2 bịch rau câu Việt Sovol 200.000 đồng, 5 chai dầu thực vật Vinoil loại 1 lít 148.000 đồng, 1 bộ kềm nghĩa bằng inox 210.000 đồng. Chị có nghĩ rằng mình sẽ sở hữu xe quà này không? Tôi nghĩ là có thể là mình sẽ nhận được xe quà. Chị nghĩ rằng chị sẽ nhận được xe quà. Máy tính hãy cho chúng tôi biết. 992.000 đồng, xin được chúc mừng chị. Xin được chúc mừng chị. Và đây là xe quà dành cho chị. Tuyệt vời. Rất nhiều dầu ăn, rồi là rau câu nữa, sữa nữa. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã sử dụng những số tiền như sau. Bạn Hân đã sử dụng hết 1.091.500 đồng. Bạn Đào đã sử dụng hết 1.033.000 đồng. Và chị Nhi đã sử dụng hết 992.000 đồng. Như vậy là bạn Đào và chị Nhi đã mua đúng trong phạm vi cho phép nên được nhận nguyên xe quà. Còn bạn Hân thì không nhận được xe quà. Và giữa bạn Đào và chị Nhi thì chị Nhi có mức sai số thấp hơn. Chính vì vậy chị Nhi đã là người chiến thắng và bước vào vòng đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn.
bạn Hân sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm bạn có là 2.100 điểm. Và bạn Đào sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm bạn có là 500 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Quý vị khán giả thân mến, tin nóng hổi đây. Giải thưởng lúc này của chúng ta không phải là 3 triệu đồng nữa, mà công ty Dầu Tường An đã quyết định tăng giải thưởng lên là 5 triệu đồng, một phiếu mua sắm miễn phí tại hệ thống thế giới di động.com. Có rất nhiều những loại laptop và điện thoại di động đời mới nhất để cho quý vị lựa chọn. Và bên cạnh đó vẫn có thêm một thùng dầu Tường An rất tốt cho tim mạch dành tặng cho quý vị khán giả may mắn đấy. Và ngay bây giờ hãy trả lời câu hỏi của chương trình, quý vị sẽ là người may mắn thôi. Câu hỏi đó là, theo bạn, rau mùi tàu còn có một tên gọi khác là gì? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là rau ngò gai, đáp án số 2 là xà lách và đáp án số 3 là rau húng. Các bạn chọn đáp án nào đây? Nhớ chỉ một mà thôi nhé. Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin tới số 8340. Và quý vị càng gọi nhiều, càng nhắn nhiều, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao đấy. Chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số những cuộc gọi có câu trả lời chính xác, tìm ra một người may mắn. Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình. Nào, hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi đi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón người có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình, đó là chị Nhi. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan. Không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Xin được cảm ơn những cô gái của nhóm MOM đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật dễ thương. Xin cảm ơn các bạn. Chị Nhi thân mến, như chị đã thấy những cô gái cho chúng ta biết, đằng sau đây có 6 ô cửa và có rất nhiều bất ngờ. 500 điểm, một ô cửa 2.000 điểm, một ô cửa 3.000 điểm, một ô cửa 16.000 điểm và một ô cửa bất ngờ, ô cửa 3 số 0. Chị hãy dùng số điểm của mình có đặt vào trong các ô cửa này. Khi mở cửa ra, nếu điểm trong ô cửa thấp hơn hoặc bằng điểm của chị đang có thì điểm của chị sẽ được nhân đôi. Nhưng nếu điểm trong ô cửa cao hơn điểm của chị đang có lúc đó, điểm của chị sẽ bị chia đôi. Chị làm sao tăng được số điểm của mình lên tới được 5.000 điểm rồi mà đặt vào ô cửa đặc biệt thì giải thưởng đặc biệt sẽ thuộc về chị. Nhưng nếu chị đặt vào ô cửa 3 số 0 thì điểm của chị sẽ bị chia đôi và cuộc chơi ngưng lại ngay lập tức. Chị đã hiểu rõ luật chơi rồi đúng không? Và chị có quyền xin ngưng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để bàn toàn số điểm của mình. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau trở về bên dưới để gần hơn với khán giả và chị sẽ có thêm sự tự tin để lựa chọn các ô cửa. Xin mời. Chị Di thân mến, lúc này chị đã ở rất gần với khán giả và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khám phá những ô cửa của chương trình. Không biết quý vị khán giả đã sẵn sàng chưa? Vâng, khán giả đang rất nóng lòng để được khám phá xem những ô cửa bên trong có điều gì bất ngờ. Và ô cửa đầu tiên chị muốn lựa chọn là ô cửa nào? Tôi đến được vòng đặc biệt ngày hôm nay cũng là sự may mắn. Nhưng mà cũng trong đó có sự cổ vũ rất là nhiều. Trong đó có sự cổ vũ của bạn đồng nghiệp đi chung. Nên tôi xin nhường cái phần chọn ô số cho cô bạn đồng nghiệp. Vâng, xin mời chị. Dạ thì theo em thì
Em sẽ chọn ô thứ hai. Đồng nghiệp của chị khuyên chị nên chọn ô thứ hai. Và chị thì sao? Thôi mình theo cô bạn đồng nghiệp chọn ô số 2. Chọn ô số 2, quý vị khán giả thấy sao ạ? Khán giả cũng đồng ý là nên chọn ô số 2. Và hãy mở cho tôi ô cửa số 2. Kềm nghĩa, nhóm kềm thép, nguyên liệu thép được nhập từ Đài Loan, là loại thép chế tạo chuyên dùng để đáp ứng yêu cầu chống mài mòn cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác. Có độ cứng đạt tiêu chuẩn với nhiều màu sắc để lựa chọn phù hợp với sở thích và thói quen thường dùng. Và hãy cho chúng tôi biết số điểm nằm trong ô cửa này là 3.000 điểm. Ôi rồi. Ôi trời ơi, lúc này số điểm của chị bị chia đôi, còn có 500 thôi, nhưng vẫn có 2 ô 300 và 500. Hai ô đó chị vẫn có quyền mở để tăng số điểm của mình. Vậy thì bây giờ chị hãy quyết định đi, mở ô nào nữa đây? À, mình chơi tiếp ha, mình quyết định mở ô số, hồi số 2 là số chẵn rồi. Giờ số 4 hả? Số mấy? Số 4 rồi. Số mấy? Mọi người đây nó là số 4. Số 1, này thì là số 3. Số 3. Số mấy nhiều nhất? Thôi mình theo khán giả, mình chọn ô số 4 đi nha. Lúc đây số 2, số chẵn đã bị trừ mất một nửa rồi. Số 4 là gần gấp đôi số 2, nhớ bị trừ tiếp thì sao? Không trừ gấp đôi mà được nhân đôi. À, được nhân đôi. Mở cho tôi ô cửa số 4. Máy lạnh treo tường Alaska. Công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, lớp máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện cho siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Và số điểm nằm trong ô cửa này là có 3 con số, chị đang rất hồi hộp, có thể là 300, 500 hoặc là 3 số 0. 500 điểm, xin chúc mừng chị. Như vậy là điểm của chị được tăng lên là 1.000 điểm. Và bây giờ chị có muốn tiếp tục tìm ô cửa 300 điểm để tăng số điểm của mình không? Tìm không các bạn? Có tìm được không bạn? Nữa. Tại sao mà các bạn ở đây lại thích số 1, bạn này thì số 3? Số mấy ạ? À? Bên này thì thấy đấy, số mấy? Rất nhiều người nói số 1. Vậy thì chị Nhi hãy quyết định đi, số mấy nào? Hồi nãy giờ mình chọn số chẵn rồi, bây giờ mình chọn số lẻ này. Số 1 đi, biết là số 1 là hạng nhất đó, số 1. Chị chọn số 1 là nhất, mà lúc nãy tôi thấy số 2 là số đầu tiên của số chẵn. Chị chọn bị chia đôi rồi, bây giờ liệu có khi nào chọn số 1, số đầu tiên của số lẻ cũng bị chia đôi không? Mình nghĩ là chắc là được nhân đôi nữa. À, được nhân đôi nữa à? Chị chắc chắn chứ? Chắc chắn. Mở ra 3 số 0 sẽ không buồn đúng không? Biết đâu đấy. Vẫn quyết định chọn số 1. Vẫn quyết định chọn ô cửa số 1. Vậy thì cửa số 1 có thay không? Không. Không thay, cửa số 1 mở. Rau câu Việt Sô Gôn. Sản phẩm rau câu bột được chiết xuất từ rong câu Hải Phòng trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt độ tinh khiết hoàn hảo nhất, thanh nhiệt rất tốt, hàm lượng iốt cao ngăn ngừa bú cổ. Sản phẩm đầu tiên của Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Và hãy cho chúng tôi biết số điểm nằm trong ô cửa này. Số mấy đây? Số mấy đây? 2.000 điểm. Như vậy là điểm của chị lại bị chia đôi rồi. Hồi nãy được nhân đôi, bây giờ là hai chia đôi. Đúng rồi. Biết đâu thêm một cửa lại nhân đôi nữa. Còn... tức là bây giờ mình còn 500 điểm, chắc chắn rằng vẫn còn một cửa nữa có thể nhân đôi. Nhưng mà những cửa còn lại thì sẽ chia đôi tiếp đấy. Bây giờ cái phần nhân đôi ít hơn cái phần chia đôi chị ạ. Chị nghĩ sao? Có hay là giữ lại 500 điểm đi? Sao ạ? Thôi theo quý vị khán giả đây mình chơi tiếp luôn. Chơi nữa. Tức là sẽ cho lên tới 1.000 điểm. Ô cửa. Ô số mấy? Ô số phải. Số mấy ạ? Anh giơ tay cho chúng tôi biết sẽ là số mấy. À, còn bên này, giơ tay cho chúng tôi biết. Tôi thấy là có số 3 hơi nhiều.
Thôi mình giờ mình lấy là biểu quyết số đông đi nha. Gọi là đa bây số giờ... thắng thiểu số đi. Tức là chị muốn lấy số 3. Số 3. Bây giờ ai đồng ý số 3 giơ tay lên ạ? Đúng rồi, rất nhiều người giơ tay. Và quyền quyết định cuối cùng thuộc về chị. Vẫn quyết định là chọn ô cửa số 3. Mở. Mở ô cửa số 3, nếu mà là 300 điểm thì điểm của mình nhân đôi. Còn nếu không chia đôi thì cũng không sao đúng không? Bởi vì mình đã có nguyên một xe quà thôi mà. Vậy thì mở cho tôi cửa số 3. Mật ong Việt Honey là sản phẩm duy nhất được kiểm nghiệm tại châu Âu trước khi đưa ra thị trường. Mật ong Việt Honey có tem đảm bảo chất lượng với giá trị gấp 3.000 lần so với giá trị sản phẩm. Mật ong Việt Honey nhìn tuyệt, thưởng thức tuyệt vời hơn. Và số điểm nằm trong ô cửa số 3 đó là... Như vậy chúng ta thấy có 3 số đó. Nhưng mà 3 số này là 3 số gì? Bao nhiêu? 300 điểm! Lại được nhân đôi rồi. Lại được nhân đôi rồi. Và nhân đôi lúc này là 1.000 điểm. Nhưng mà 1.000 điểm thì thấp hơn tất cả những ô cửa còn lại. Vậy thì chúng ta phải nói câu gì nhỉ? Phải dừng cuộc chơi ở đây thôi. Vâng, phải dừng cuộc chơi ở đây thôi. Bởi vì không thể mở được nữa. Mở chỉ có bị trừ điểm mà thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy thử xem những ô còn lại sẽ có những sản phẩm gì và số điểm như thế nào nhé. Bây giờ thì còn ô số 5 và ô số 6. Xin mời hãy mở cho chúng tôi xem ô cửa số 5. Sofa gốc xanh rêu đen của siêu thị nội thất Phố Sinh. Sản phẩm làm bằng chất liệu vải cao cấp, mẫu mã đơn giản, màu sắc sang trọng, phù hợp với những căn hộ chung cư cao cấp. Và số điểm của ô cửa này là 16.000 điểm. Đây là ô cửa đặc biệt của chương trình siêu thị may mắn. Chúng ta sẽ cùng mở nốt ô cửa số 6. Xin mời cửa số 6 mở. Philips, máy lọc nước tinh khiết thông minh của Philips tiêu diệt hoàn toàn các vi khuẩn gây bệnh và vi trùng có trong nước. Kết quả được kiểm nghiệm và cấp chứng nhận bởi Hiệp hội Chất lượng nước của Hoa Kỳ, Viện Nghiên cứu nước của Hà Lan và Viện Pasteur. Và số điểm của ô cửa này, đây là ô cửa 3 số 0, ô cửa bất ngờ. Ô cửa này thì chúng ta thường khám phá vào cuối cùng của chương trình đúng không? Và bây giờ thì xin mời chị cùng bước về sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình ngày hôm nay. Sau vòng thi đặc biệt của chương trình thì chị Nhi đã đạt được số điểm là 1.000 điểm và chị sẽ có giải thưởng tương ứng với số điểm của chị đó. Ngoài ra chị còn nhận được một xe quà khi đã mua sắm đúng trong phần thi tài mua sắm nữa. Và tất cả quý vị khán giả cũng như chị Nhi đã nhận được rất nhiều niềm vui khi cùng đến.